Rồi xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là ngày thứ bảy rồi hả chú ha? Thứ bảy. Ngày thứ bảy ngày là bé Hương nhập viện ngày thứ bảy rồi. Thì không biết là sức khỏe giờ thấy sao rồi chú? Thấy nó cũng còn ít chút chút đó mà mình mẩy thấy cũng còn nhăn nhăn đó mà cũng không có mạnh hơn. Dạ. Bé Hương là cũng còn nhăn nhăn mà không còn mạnh hơn. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ ăn uống được sao chú? Thì ăn uống thì ngày nó ăn hai ba cử rồi. Chút chút không à? chút ăn vậy cháu ăn nhiều. Dạ mà ăn là ăn cái món gì ạ? Thì mua cháo rồi nó ăn đó. Dạ dạ, vậy là mua cháo đồ ăn hủ tiếu rồi bánh canh rồi đó ha. Ờ rồi mua ở đâu hả chú? Hôm nay chú đi nào quán cái bên hả? Dạ giống như chú đi bộ cái luôn hả? Đi bộ ra mua. Dạ. năm giờ phát hành mở cửa mới ra được. Dạ. Ừ. Dạ rồi ngủ nghe đồ được không hả chú? Tới rồi hôm nay ngủ được cũng cỡ 4 giờ thức. À 4 giờ thức. À. Rồi giấc tối là mấy giờ ngủ? À, sao? Có 7 giờ, 8 giờ mới có ngủ. À. Rồi gần đây là còn cái triệu chứng là trợn trắng không hay? Cũng còn. Dạ. À. Uống thuốc vô mới bị hay là tình bình thường không uống thuốc mới bị? Nó mà uống thuốc thì không có mà chưa tới ngày tới giờ uống thuốc thì cũng còn ít. À. Lâu lâu cũng có bị. Lâu cũng bị. Nhưng mà khi mà trợn lên đó là có thấy cái tròng đen không? Không. Không thấy tròng đen luôn. Ờ. Trời đất ơi. Vậy là tính ra là mất tiêu cái tròng đen luôn. Rồi. Dạ. Vậy còn chảy nước dãi không hả chú? Cũng còn ở đây. Ít chứ không nhiều không hôm kia. Dạ. Giống như mình đang nói chuyện nó cũng chảy. Không nói nó cũng dãi nữa. Dạ. À. Ngộ quá ha, nhiều khi sao không hiểu sao mà cái tự nhiên mình không kìm được cái nước dãi đó ha. Cái đó là bác sĩ nói để uống thuốc từ từ. Dạ. Từ từ nó mới giảm. Dạ. Cái làm liền uống lúc đâu có hết liền được. Dạ. Ừ. Rồi còn chung xuống sàn trốn không ha chú? Rồi sáng thì không có chứ hôm qua có. Hôm qua chú đi ra mua đồ ăn thì nó nhà nó tự động chung sàn mấy bà cái bên nuôi cái bên kéo ra. Thôi vụ ra. Nó rung. Rung. Rung ra trốn trong rung. Mà chú có tận mắt thấy lần nào chưa? Có thấy một lần. Dạ. À, có một lần nó kêu bác sĩ qua bác sĩ coi bác sĩ không sao đâu. Rồi chích thuốc. Dạ. À, chích thuốc rồi mới chưa gần tới ngày giờ chích thuốc rồi nó mới làm. Dạ. Bác sĩ chích thuốc, bác sĩ nó dừng lại nó ngủ rồi, ăn chút rồi nó hết rồi. Dạ. Thấm thuốc rồi ngủ là thấy khỏe à. Nhưng mà lúc chung xuống sàn đó là tay chân run gãy nè. À. Rồi có giống như là sợ người lạ. À, nó sợ rồi, nó cũng lâu rồi, sợ, con sợ quá. Thì nó vậy đó. Dạ. Nó nhẳng trong miệng đó. Mà có sợ cái gì, có nó sợ cái gì không chứ? Không, nó không, con sợ quá. Tội nghiệp quá trời tội nghiệp. Rồi ở trong đó mình giặt đồ, giặt đạc đồ này kia rồi bé Hương và tự giặt hay là sao chú? À, chú giặt chứ nó đâu có giặt. Dạ. Giặt thì có mấy bảo phơi có xào đó ở ngoài sân đó. Dạ. Thôi. Dạ. Mà chú đi giặt thì bé Hương cũng đi theo kề kề vậy đó ha. Kề kề đứng tay chứ đâu không buông ra ra. Dạ. Ừ. Cũng chưa có cha ơi cha ngủ con chân cũng canh con gì đó ha. À, ngủ kế bên nằm kế bên. Nằm kế bên luôn mấy triệu. À. Bởi vì bé sợ người lạ đó quá mà, sợ người lạ tới bắt đó chú. Dạ. Rồi lúc trước đó là cũng vụ dây chuyền đó, bây giờ cũng sợ tới giờ cũng ám ảnh đó, đâu có hết được đâu. Dạ. Dạ. Rồi bằng gần đây là bác sĩ có dặn dò hay là có nói chừng nào mà bé Hương xuất viện gì không chú? Chưa không có nói. Dạ. Dạ. Mà có dặn dò gì không? Có nói chừng nào nó về đừng có ai nói ngạt nộ đó, nó nổ quạo lên nó bệnh lại. Dạ. Không mắt nó trận vậy đó. Dạ. Nó giận quá đầu não óc nó dây kinh nó căng thẳng. Dạ. Nó chặn chắn nè. Dạ bị căng thần kinh ha. À, nó kêu giảm trí nhớ gì đó. Dạ. Bác sĩ cũng nói vậy. Dạ. Dạ. Rồi có dặn ăn uống đồ như thế nào không hả chú? Thì ăn uống cũng mà cũng mua này kia cá móng mà ăn không có cử. Dạ. Dạ mà có yêu cầu đừng có nạt lộ với làm dữ tận được à. Nó, dạ. Cái gì phải nói ngọt đó. Nhưng mà nói ngọt nó ngọt là đồng ý, nhưng mà nhiều khi nó bé nhiều chuyện nó la lớn nó la ấy này kia mình phải lớn tiếng nó mới nghe chứ. À. Dạ. Nhưng mà ở nhà cũng đâu có ai nạt nộ gì bé đâu. Dạ. Lâu lâu thì tí múc người cũng thương thôi, mà Út thì cũng thương cũng nói thôi chứ không phải là nạt nộ gì. Dạ. Mà ghét bỏ gì. Dạ. Là nói cho bé Hương nghe thôi chứ bình thường ở nhà đó đâu có ai nói bé Hương nghe đâu. Dạ. Dạ.
Thì có bây giờ có thứ mút nó với cậu Ba đó là nó sợ chứ có dạ. Ai đâu. Dạ đúng rồi. Họ. Cậu Ba nó là con hét cái cậu Tư nó cũng còn nạt lại nữa mà. Cậu Tư nói là ừ, chơi lại là. Là không sợ đâu. Ừ, không sợ mà. Dạ. Có ba, ông Ba với bốn á. Dạ. Sáng con có qua. Sáng con có qua chị Thanh á, thấy chị Thanh giờ cũng khỏe rồi. À. Khỏe mà cái chân cũng xẹp rồi chứ. À. Cũng xẹp cũng đỡ rồi nhưng mà bây giờ không có đi được. Có uống thuốc không à, chứ không có xẹp ta. Dạ có. Có rửa rồi hồi nãy đưa thuốc uống ha. Dạ, cũng uống thuốc rồi cũng rửa vết thương rồi đó. Dạ. Cho nó không có làm độc, không có làm mủ nữa đó. Dạ. Dạ. Nên là cũng xẹp rồi thấy cũng mừng nhưng mà nó chưa có lành hẳn đâu. Chị cũng từ từ. Dạ đúng rồi, cũng từ từ chứ không phải tự nhiên mà nó hết liền được. Bả diễn tiểu đường này nó có tăng lên chưa? Tăng độ chưa? Dạ tiểu đường á chắc là phải đi khám là một lần nữa mới được. Không bây giờ tiểu đường là nặng lắm đó. Bà không khám đâu, khám đâu ở ngoài trạm thì. Từ khám bên ở lúc trước bữa đi cái chân á là ở bệnh viện Vĩnh Long. Rồi rồi. Dạ. Cái chân là ở bệnh viện Vĩnh Long chứ không phải là ở bệnh viện kêu bằng ở y tế rồi, nên là sau này mình phải đi khám là một lần nữa mình biết chính xác như thế nào. Rồi, rồi, rồi. Dạ dạ nên là chú cố gắng nha. Dạ. Còn dạ. Thử máu quá nữa chứ đâu phải gì không gì được đâu. Ừ. À, thử máu rồi tao biết. Để Hương xuất viện đi rồi kêu cậu Hai nó anh Ba chở đi Vĩnh Long về tái khám một lần nữa. Ờ thì về tới làm cho bà. Dạ, phải đi khám tổng quát, coi như là khám tổng quát hết luôn. Từ thần kinh nè, giò cẳng nè, đường tiểu nè, rồi xương khớp nè. Mình khám tổng quát lại hết trơn một lần nữa coi như thế nào. Chứ bây giờ thấy vậy chứ nguy hiểm lắm đó nha. Mình phát hiện sớm thì mình còn điều trị được, còn mình phát hiện trễ là không có điều trị được đâu nha. Dạ, nên là con thấy cũng tội nghiệp, thấy thương gì đâu á. Lo con cái này cũng bệnh này kia mới 48 tuổi mà quá trời bệnh luôn. Qua điện với nói chuyện với anh Tư rồi bả... Anh Tư nói kêu Hương nói chuyện với bà. Dạ. Nghe trên điện thoại á. Dạ. Nhưng mà có nói không? Có, Hương nói chuyện với bà. Dạ. Hương lúc đó nói cái gì ha? À, nó hôn mẹ khỏe không? Rồi nó hôn mẹ khỏe, bà kêu Hương gắn uống thuốc nha con. Dạ. Hết bệnh gì à. Dạ. Rồi cậu Tư nó chụp máy nói thôi đi. Nên Hương nó đang ăn cơm. Chiều. Cậu Tư không điện. Nói cô điện dưới là hổng bệnh có xuống không? Thế nói tôi nãy giờ vợ mình nói mẹ nó có xuống, nó về rồi. Dạ, dạ. Tôi mới ghé nè, ghé chú sẵn nấu cơm nước cho bà đó. Tôi á, bệnh thì nó lấy quần áo vô rồi. Ông Tư giặt này kia khơi nó xuống là mẹ nó lấy mẹ gọi xong xuôi nó mới về. Dạ. Nó bắt được cơm điện nữa. Dạ. Rồi đồ ăn thì ông Tư cũng vậy ông làm. Dạ. Nó đâu biết bắt ca đâu. Dạ. Nó đâu biết bắt cơm ra. Ngộ à, không biết sử dụng luôn hả? À, không. Dạ. Rồi nó chỉ lấy đồ đạc với nước nôi cho bà rồi dọn dẹp đó. Dạ. Ông Tư có nói. Dạ. Rồi không biết sử dụng bếp ga nè. Không. Người giặt đồ giặt đạc có biết không? Biết làm không? Biết. À, và ông đó thôi xuống dưới rồi nãy tôi nói tao phải đồ công mà lấy vô rồi nó về rồi. Dạ. Nó bắt đầu công điện dụng nữa. Dạ. Rồi tao đi chợ đâu bán số gì tao mua đạn nó mới vừa làm nè. Dạ. Vậy thì dặn Bình á là bây giờ coi như xuống ở với mẹ luôn đi. Chứ bây giờ về trên kia đâu có ấy đâu. Trời ơi nó ngủ nhà với này nó ngủ nhà lạ nó ngủ lực. Không gì đóng dỗ với cậu Ba nữa á. Hai cho con đi. Nó chạy dạ xuống dưới rồi tối rồi nó chạy về. Dạ. Nó bỏ trong dưới nó không ngủ được. Hoặc cậu Ba nó kêu ngủ nó không ngủ nữa. Dạ. Nó về tới nhà thì 8 giờ tối chạy dạt gì đó. Nhưng mà bây giờ dù sao cũng mẹ mình mà. Ngon nó ngủ được, nó không nhà rã nó ngủ được. Dạ, dù sao đó là cũng mẹ mình mà bây giờ ở đó thì nhiều khi chị Thanh có gì phụ chị Thanh nó cũng đỡ hơn. Ừ, nó ngủ một đêm mà cũng được đó. Mà chả thì có gì đâu. Cái đóng cửa dưới đây ngủ phá cửa xuống đây ngủ quá mà. Dạ, thì có gì điện đi, có gì chút xíu chú rảnh chú điện đi, điện cho mình xuống ở chung với mẹ đi. Rồi muốn tưới cây tưới đồ gì đó thì bây giờ về tưới đi rồi chạy lên. Hả? Có cây số gì vậy? Tứ đầu con nhiều cũng thấy cày, tứ mấy cày có bông mà làm thử mấy cày nhắn đo mấy dạ. Con rồi về đó đi bây giờ tứ rồi bữa vào bỏ ba bữa thì sẽ về tứ cũng được. Dạ. Tứ đất cồn mà đâu phải. Dạ. Thì
về đó đi, rồi coi như là chị Thanh kia có cái gì đó để phụ chị Thanh. Thì giống như là cơm nước nè, bây giờ cũng như là mình bới cơm cho mẹ đi. Cậu Tư cũng nấu đồ ăn thì bây giờ dọn cơm nè, rửa chén nè, giặt đồ nè. Đó, rồi coi như là mùng mền đồ này kia đó cũng dọn dẹp được cho chị Thanh, phụ chị Thanh. Má có dọn gì đâu thì lấy cái tô đó, mới lấy tô cơm mà ông Tư làm đồ ăn để sẵn nhà đó, thì múc là đồ ăn cho má rồi. Đúng rồi, vậy? Thì đó, thì Phuống phụ điệu do chị Thanh bây giờ đâu có đi được đâu. Ngồi con chỗ thôi, đâu không có đi được. Nên là bây giờ phải có người chăm sóc, phải có người mà coi như là phụ cái chuyện đó. Giặt đồ, giặt đạt, nhiều khi đi lại khó khăn lắm rồi cũng phải có người kè mới được. Đó, nên là bây giờ nói là Bình về đi. Mình về đó thì coi ngó mẹ, phụ mẹ có cái gì đó thì uống thuốc con men, nhắc uống thuốc. Rồi lấy nước, lấy nồi, đồ này kia cũng lau nhà, lau cửa ở trong nhà đó. Thuốc chắc nó không biết cộng rồi, nó không biết cộng thuốc rồi. Có từ ông Từ cộng thuốc đi. Dạ. Đó, ông Từ ông cộng thuốc, ông bỏ trong bọc cử sáng, cử chiều, rồi ông ghi số cho. Dạ. Ông ghi ở số. Nhà, dạ. Cái đó thì ghi số này kia dễ biết. Rồi. Nhưng mà ở nhà thì Bình có làm công chuyện gì không? Mình thì nó cũng quần quạt tới qua nhãn với múc cái sình tô qua nhãn nhỏ, cây nhãn nhỏ ở nhà đó. Dạ. Có gì đó thôi. Với tí đồ đồ chứ có yêu mà ai đâu. Dạ. Rồi, rồi giống như giặt đồ, giặt đạt này kia Bình có làm được không? Được. Rồi thấy cũng tội nghiệp. Cũng cờ là đâu có nói chuyện nhau đâu, đi con gì đó thằng cháu cho nó cái điện thoại. Dạ. Cứ không ấy gì nè. Rồi cái đâu có bỏ túi đâu, đi đâu lạc này kia không khó khăn quá. Quá đó con ra đi ra bỏ điện thoại túi này, có chuyện gì cái này kia điện cho cha rồi hay này kia rồi không. Bỏ trong mùng đó, trên đầu nằm đó, rồi ra giường, đi đâu ai điện gì cũng không khó khăn lắm. Dạ. Bởi vì con nói là con cũng muốn là sau này là mình gắn kết lại gia đình này, chú ơi. Gắn kết lại tình cảm gia đình này kia, cũng vợ chồng, cũng con cái, gia đình mình sum họp nhau, mình ăn bữa cơm, mình ngồi mình coi tivi hay là mình ngồi uống nước gì đó. Nó cũng vui vẻ hơn. Chú nghĩ sao? Thì đâu có gì, thì vợ chồng, con cái đâu có bỏ ý gì đâu, cũng về. Vậy chuyến này Hương về tôi ở trên sóc nó thuốc men này kia rồi cũng cỡ vài bữa tôi có giọt gì chở cái rồi tôi xuống nữa. Dạ. Không lo cũng hai ba bữa xuống một lần. Dạ. Không phải ở hoài được, tại cũng việc cũng bận nữa. Dạ, cũng đi làm thuê làm. Ừ, đó. Làm mướn. Rồi, ông kêu mới điện hồi nãy nữa, hồi sáng nữa. Dạ. Hỏi chừng nào về tôi nói chưa biết đây. Dạ, nhưng mà trong cái thời gian bệnh này thì con nghĩ là chú cũng phải sắp xếp làm thì làm, nếu đúng là mình phải làm mình mới có tiền mình mới lo được. Nhưng mà mình phải cũng dành thời gian nhiều cho chị Thanh với bé Hương nữa. Dạ. Bây giờ có ai đâu mà thế. Mà mời nó tính mời qua chơi chủ nhật tôi qua ở chiều chiều thì chiều quá về. Mà không biết cái vô cửa được không? Thấy người ta cũng vô thăm nhóc đó. Dạ, chắc vô được mà. Mà thấy người ta cũng vô đó. Hôm 6 giờ tối 5 giờ rồi ra vô thăm ào ào á. Dạ, thì cũng có giờ thăm đó. 9 giờ đủ ra. 9 giờ đủ ra đóng cửa. Dạ, thì nói chung là trong bệnh viện thì cũng có giờ thăm bệnh, cũng có giờ mà coi như là khám bệnh, chứ không phải là muốn vô giờ nào vô. Chắc vậy đắng khám buổi chiều đó. Hồi nãy đi ra cửa thấy người ta vô ngồi ghế quất số rồi đó. Sáng vậy. 1 giờ rồi, phải không? Dạ đúng rồi, 1 giờ mấy rồi. Rồi gần đây mấy hôm nay cũng có tuần lễ rồi thì bé Hương có tâm sự cái gì với chú không chú? Có. Nói trời ơi, giờ nói bác sĩ xin con về đi con về ông với ai nhà nấu cơm cho mẹ, ai làm gì đồ ăn cho mẹ. Dạ. Khi con về không khỏe rồi. Dạ. Chưa. Bác sĩ chừng nào bác sĩ cho về mới về được. Chứ đâu có gì ăn được. Dạ. Mới hồi nãy nữa nè. Dạ. Ngồi khóc, chảy mắt. Nói giờ cha ơi xin đi mà mơ gì à. Tôi nói đâu được, chừng nào bác sĩ cho về mới gì được con. Đâu dạ. Chị nghe rồi cười lỡ con có bệnh lại rồi sao vô lại khó khăn á. Dạ. Cậu ba mà dặn rồi, cậu ba điện xuống dặn ra rồi. Nói chú Gulit cũng dặn rồi. Rồi, nó nói cậu ba mà dặn chuyện nào không có kiểu cho gì hả. Mà mày mới điện trao tôi qua trước. Không ấy là không có bỏ rồi chị nghe nha. Chị nghe là hồi sau này bệnh quản qua vô khó khăn lắm. Dạ. Trời giấy rồi qua xã ấp rồi chứng.
Ừ, mà y tá y sở ấy rồi chạm đó nhận mọc này kia rồi qua đây nữa xã rồi này kia nó mới xác nhận nó mới là rảnh. Mà công lắm, công nó chạy qua rồi lại công lắm này kia đó. Với lại quan trọng là cái bệnh nè, bệnh mình đeo gán ở đó đi, chừng nào người ta thực sự là người ta thấy khỏe rồi người ta cho về rồi mình mới về. Với lại là có thấy có cái gì lạ thì báo bác sĩ liền chứ không có để mà la giấu nghe. Đâu có. Dạ. À, đâu có vụ gì cái bên mà như thế phòng nó nằm đây thì cũng ở đó đó, gần trong đó là trong cửa nhỏ đó, đó trong cái quán đó, trong chỗ dạ. Để đồ cái quán đó hả? Dạ. Cái gạo nằm ngang đây. Dạ. Rồi đi ra cái trong cổng đi ra cái mở có anh bảo vệ mở đây mở chìa khóa ra. Dạ. Mấy đứa bệnh đâu có cho ra được. Dạ. Mở ra xô mình ra cái phá lại cục đi. Đúng rồi, mình phải kỹ lưỡng, nhiều khi bệnh nhân trốn khỏi thì sao. Thì cũng cảm ơn bác sĩ, cũng y tá, cũng như tất cả các cán bộ ở trong bệnh viện lúc nào cũng nhiệt tình hỗ trợ để mà chăm sóc cho bệnh nhân hết. Dạ. Rồi ở trong đó là giống như là một phòng của mình gì là bao nhiêu người ở trong đó hả chú? Có hai người nuôi à, hai người bệnh, hai người nuôi. Dạ. Bốn người. Dạ. Đó, có nhiều là không có ấy. Thì cũng ra vô rồi mình có đi công chuyện thì gửi. Dạ, dạ. Gửi mua đồ này kia rồi chỉ có chị hai đó, chị cũng gửi mình mua nữa. Dạ. Gửi qua cái lợi vậy. Dạ. Thôi dạ, chú cũng gán đi, gán chăm sóc, uống thuốc men đầy đủ, ăn uống đầy đủ. Rồi với lại là mấy hôm nay tiền con gửi ra còn không? Còn chứ. Dạ. Dạ. Chú cũng còn nhiều không? Còn nhiều ạ. Vậy là con khỏi gửi thêm ha, tại con thấy trong bệnh viện thì cũng không có sử dụng nhiều. Thôi, dạ, con nghĩ là bao nhiêu đó là cũng được rồi. Dạ. Mà chú cũng gán ăn ủi hương chú ơi. Gán ăn ủi hương cũng cho bé đừng sợ, đừng có ấy gì hết trơn, đừng có gầu lo chuyện gì hết á, mấy mau hết bệnh được. Chứ bây giờ tinh thần còn sợ quá mà. Dạ, với lại là bây giờ chú đừng có nhắc cái vụ này dược di truyền nữa. Đâu có. Nó đâu có nhắc hiểu đó. Dạ, đừng có nhắc. Vì mình... Mà không mà chú Mốt nói tôi mới nghe. Thế dạ. Tôi đâu có hai vụ đó. Dạ. Chú Mốt mới cái xe cái chú Mốt nói về già vô chỗ á, vô tới cái cửa. Chú Mốt nói với anh dâu, chú Mười nó. Dạ. Hồi đó nói rồi chị coi cho chú Mười. Nó muốn bệnh cái qua mình cái giường á, mình định á. Người ta chở rồi chở cái bóp cổ người ta, chụp cái áo người ta, đe sợ chuyện nữa. Người ta lạnh lắm cái bữa em với nút đi mất đất kìa, cái tao mới dốt. Nói coi á. Nó bóp cổ tàu, nó làm chày cổ tàu, nó giật cho chuyện tao. Cái tàu với con tàu lòng dùng giấy gốc. Tao nói, tao la lên, tao nói đụng mày không buông ra, tao kêu ngoan liền bây giờ nè. Nó điện thoại là điện ngoan giờ nè, bắt mày ra. Rồi nó buông ra, nó chạy về. Cái lúc là nó bệnh đó đó. Lúc đó nó bệnh, Út nó bệnh, muốn bệnh không gài rồi. Thôi chị cũng thông cảm nó đi, chỉ nó, tao biết nó bệnh thôi, tao đâu có nói gì, tao nói, tao quay nghe sao vậy đó. Nhưng mà mình đừng có nhắc tới cái chuyện đó trước con bé nữa. Bây giờ nói là bây giờ con đừng có sợ, người ta không có bắt con đâu. Gì đó. Bắt con đâu, đừng có nói cái gì, nhắc cái gì nữa. Cái gì qua cho mình cho qua luôn. Mình hãy nói bây giờ con đừng có sợ, ở đây có bác sĩ rồi, có ai mấy anh bảo vệ, ai đâu mà vô đây mà bắt con. Dạ. Chung đường nào. Dạ. Nhưng mà bây giờ hỏi bé coi, vô trong đó coi, mình hỏi bé coi bây giờ muốn con về, con muốn đi theo mà Út làm công chuyện không? Giống như là đi bây giờ đi lọc nhãn nè. Đó thì ở phía trước đó mà Út lọc nhãn đó thì bây giờ mình ra mình lột vỏ nhãn đồ rồi lột cơm nhãn rồi đi kêu phụ mà Út đi. Chứ bây giờ nằm ở trong phòng giết chắc cũng bệnh nữa. Gầu lo giết rồi không có làm công chuyện đó. Rồi đâu có quên được chuyện buồn, chuyện này chuyện kia đâu có quên được đâu. Bây giờ nói giờ con về không? Bây giờ quy định luôn. Bây giờ nếu mà con về bây giờ thì con nó mà Út nó thì ăn khịa nó khịa là làm được à. Dạ, nhưng mà nhưng mà nó làm. Mạng nó bốc giờ nhà vỏ nó bốc cơm không à, lẽ lắm mà. Dạ, nhưng mà bây giờ không chịu làm. Bây giờ có cũng biết có nhãn chưa chứ ít. Có lại hả? Có làm nhưng chứ mà bây giờ bé Hương không có chịu làm. Ờ. Nhưng mà bây giờ chú nói là bây giờ con muốn về đúng không? Bây giờ về thì được rồi đó, nhưng mà con về là con phải theo mà Út làm công chuyện, phải làm lột cơm nhãn, phải làm công chuyện chứ con không có được nằm không. Nếu mà chịu mới cho về, không chịu rồi bắt ở trong đó luôn. Thì nói cho mấy sợ gì đó cho mà đặng về nhà bạn làm công chuyện chứ bây giờ uống thuốc không rồi không chịu làm rồi sau này mập lên rồi sau này coi như bị béo phì nữa. Thuốc đó là thấy vậy chứ ấy à. Uống nước nhiều với nghĩa nước đó. Dạ, với lại là tay chân mình không vận động là sau này là cái khớp của mình nó bị viêm khớp này kia nữa. Đó thì bây giờ chú nói gì đó, bây giờ sau này con muốn làm gì?
Bởi sau này con muốn làm nghề gì cha về cho ấy con phụ con này, này kia cho con làm, chứ con về nhà mà con nằm ở không cũng không bệnh nữa. Bởi vì nói vậy đó cho bé về bé làm chứ không thôi bé sợ bé không có chịu làm mà về nhà làm biến không chịu làm công chuyện nữa. Rồi chiều là mấy giờ uống thuốc hay chú? 5 giờ rưỡi nó phát. Phát lại nó bưng vô cái phát rồi lại kêu lại cầm ca lại đó gốc nước uống luôn à, uống tại chỗ luôn à, không có đi sách đi đâu hết á. Nó có cái vẻ để bình nước lọc đó. Rồi ca nằm đó. Lại đó rồi cái đưa thuốc cái bóp nước cũng có ca đó uống nó tại chỗ rồi uống rồi xong gì vậy. Dự phòng. Nói mấy bà kia có nói rõ chích đó, giờ tới uống là từ từ uống hoài tới giờ sáng sáng cỡ chuyện cỡ gì đó chứ không có chích nữa. Mà thì nói mấy bà kia nói uống vậy uống thuốc vậy chứ nó bỏ chích rồi bắt đầu nặng nó còn chích, nếu mà nó qua thấy cho hơi nhẹ nhẹ rồi nó mới tạo cho uống thuốc rồi cuối cùng nó rồi tỉnh táo đàng hoàng nó cho về chứ đâu phải chích hoài đâu. Giờ thôi cũng cố gắng chú ơi, ha, cố gắng lên. Đó, cũng an ủi chứ. Để bé Hương cũng thuốc men cho đầy đủ cho nó mau hết nha. Dạ, sau này con cũng muốn là chú sẽ về để mà gắn kết lại tình cảm gia đình của mình. Bữa cơm gia đình cũng vợ chồng con cái rồi sum họp nhau ha. Rồi cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Thì hy vọng là sau một khi điều trị ở bệnh viện thì về bé Hương sẽ khỏe hơn, tỉnh táo hơn và có thể là làm công việc nhà phụ mẹ sau này nữa ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo nha. Bye bye.